Thì hôm nay Ngọc sẽ rồi chào cả nhà. Thì hôm nay Ngọc sẽ làm món giò heo xào lăn nha cả nhà. Thì trước tiên thì Ngọc sẽ gam trước nha. Đó. Gam sơ sơ rồi mình mới đem vô xào lăn nha. Thì mời cả nhà. Đó, tí xíu thì Ngọc sẽ mời cả nhà cùng nấu nướng với Ngọc nha. Rồi gam rồi, bây giờ Ngọc sẽ chặt cái luôn nha cả nhà. Cái này là cái món gì Út? Bữa nay mình làm món gì Út? Giò heo xào lăn hả Út? Giò heo xào lăn. Cố lên, cố lên. Rồi văng luôn rồi. Sức khao xong một miếng rồi đó. Hôm nay là Út Ngọc nãy cả nhà mình ha, một món đặc biệt là giò heo mình xào lăn nha cả nhà. Thích gà văng. Quá thơm luôn rồi, mình mới có gam mà nó thơm quá thơm luôn cả nhà. Wow. Ôi, nhảy luôn rồi, nhảy luôn rồi, còn sống. Chặt xong rồi mình ra biệt thự nấu không? Chặt xong rồi đi ra ngoài biệt thự. Ra biệt thự ngàn sao. Ngàn đúng không chút mọi người? Tôi xì ông ba bác. Mới có gà mà xong. Hai cái nhà nha. Hôm nay đây, ba chị em của chị Ngọc Loan nha. Em là Ngọc Đào, Út Ngọc thì đang cầm máy quay nha cả nhà. Hôm nay ba chị em của em á là làm một món mới cho anh chị em mình. Cùng thưởng thức, của anh chị em nào thấy cái món này ngon thì nữa mình làm theo ha, với công thức của ba chị em của em. Giò heo xào lăn nha cả nhà. Sáng giờ chị Ngọc Loan đi chợ mua dắt 4 giờ rưỡi sáng tới giờ nữa. 4 giờ rưỡi sáng. Giò heo thì mình gam rồi ha cả nhà. Mình gam mà mình chặt nhỏ ra ha. Giờ ốp đồ nữa là mình nấu đó. Giờ mình ốp đồ vô mình nấu ha. Thì ốp đồ thì tỏi, xả và củ hành nha cả nhà. Củ hành tím nha. Chị Đào đang băm xả đó. Một hồi là mình gia vị này là một hồi mình ốp vô đó anh chị. Chả này hơi to thì mình làm nó hơi lâu một tí chút. Rồi rồi nghe nước đường họ phải mất ở đây luôn cả nhà. Rồi mình để vô tí đường, không có với bột ngọt, chứ mình không có để muối nha, nước mắm gì hết. Tại vì á nước tương nó mặn rồi. Cái nước tương này đã có mặn rồi, tương hột này. Đẩy luôn rồi.
Cái này là nêm nếm theo từng khẩu vị của mỗi người nha cả nhà. Anh chị em mình rồi, ăn mặn ngọt gì cứ làm theo ý tôi thích của mình nha. Ai ăn mặn thì có thể mình thêm nêm, mình để thêm một chút nước mắm hoặc là chút muối gì đó. Mình nêm nếm xong rồi mình mới xả tỏi thì mình ớp đi luôn. Xả tỏi nè, mình ớp vô luôn. Em thì ớp đồ em thích để củ hành, củ hành tím vô nữa. Bắt ra bây giờ hiện tại là Út Ngọc bắt cái nồi lên khử tỏi. Út Ngọc nó mất cỡ rồi nó. Rồi thịt mình đã ớp xong 15 phút rồi đó nghe cả nhà ơi. Giờ tới Út Ngọc chỗ tài nấu cho cả nhà mình xem nha. Cho bắt lửa lên nghe cả nhà ơi. Nồi lên nghe, khử nghe. Rồi chế dầu vô Út Ngọc ơi. Em nấu anh nghe chàng ơi, tim má em không có được vui. Vì em đã hơn 30 mà chưa có ai đến xin bằng xuôi. Cô Đào thì đang sắc cuộc của cà gót rồi cả nhà. Em đang chẻ bông. Bông hoa lá hẹ đâu nữa chứ. Bông đơn giản thì em biết mà bông cầu kỳ quá thì em chưa biết. Mới mốt anh đi học thêm. Rồi, chế dầu luôn đi Út. Chế dầu rồi. Rồi cho tỏi với hành vào đi Ngọc ơi. Rồi anh Ngọc ơi. Của hành trước tỏi sau. Đó. Ngọc có nghe mùi gì chưa? Có nghe mùi thơm chưa? Rồi. Mùi thơm của tỏi và của hành. Dầu dữ rồi. Dầu luôn. Dầu luôn tôi ơi. Dầu luôn. Thơm luôn. Thấp luôn. Chị ơi. Anh chị em nào mà có ăn được cái mùi mà ngũ vị hương á thì mình để hơi nhiều một xíu nha, còn mấy chị em á thì để hơi ít cho có hơi thôi. Thơm thơm, có mùi ngũ vị hương với mùi tỏi nè. Mùi của thịt gam nữa nè, mùi thịt gam nữa. Để một hồi ăn như thế nào rồi cho anh chị em mình chị em của Ngọc sẽ review hả? Ăn như thế nào chị em của Ngọc sẽ review cho cả nhà mình nha. Mình xào cho nó săn đi rồi một chút nữa mình để nước cốt vô. Chút thì mình để nước giả nè. Này là Út Ngọc chỗ tài nấu nha cả nhà. Anh em nào mà muốn mà có mồi nhậu không? Ai á, nay á là Út Ngọc hơn 30 đó. Anh chị em alo ai rước Út Ngọc để đến bằng xuôi với gia đình em ơi. Mồi nhậu là Út Ngọc biết hết nha cả nhà. Út Ngọc là biết là mồi nhậu là số 1. Phải rước Út nha, nhậu rước Út mới được, mồi nhậu mặn là bao luôn. Chứ đồ ăn cơm không biết làm hả? Đồ ăn cơm không biết làm. Vậy anh nào biết nhậu thì comment bên dưới cho em biết nha. Nói chứ cái món này thì ba chị em là làm lần đầu tiên nha. Thì bà con cô bác anh chị em nếu mà thấy có thiếu hơn cái gì đó thì bỏ qua nha. Thiếu mà anh chị em mình thấy thiếu hơn gì đó anh chị em mình cứ comment bên dưới. Mình comment bên dưới chỉ thêm. Để chỉ thêm. Để cho chị em của Ngọc đây học hỏi thêm thấy nè. Tại vì này là hôm nay là chị em của Ngọc cũng mới nấu lần đầu tiên thôi. Dừa vô nó nghe cái nhà. Này là mình để nước dạo trước đúng không? Nước dạo. Nên này mình để nước dạo trước. Nấu nước cốt dừa nha anh chị.
Rồi bây giờ mình để nước dừa vô xong rồi mình nấu nước cốt dừa nha. Cái này chặt nhà nãy cái dao á, nhà nó không có cái dao bự không á, cái phanh đó nó bự quá, chẻ ra nó không được. Để nguyên phanh luôn. Thì Út có công nấu thì một hồi mình sẽ thưởng chút cái cục bự nhất. Cái phanh giò nó bự nhất thì mình sẽ thưởng cho Út Ngọc nha cả nhà. Ấm luôn. Rồi bây giờ mình làm nước chấm nha, trong khi chờ đợi ha. Làm nước chấm nha cả nhà ơi. Làm nước chấm thì làm nước cốt nè. Alo alo 1 2 4 alo alo. Anh Thành nghe có rõ không? Rõ, rất rõ. Để vô một chút đường nha. Ngoài đây là công thức làm nước chấm nha cả nhà. Nước cốt thì không có để bột ngọt nhiều, em chỉ để thêm vài miếng bột ngọt thôi. Alo alo cả nhà mình có nghe rõ không cả nhà ơi? Cả nhà mình có nghe rõ không? Alo alo 1 2 4. Rồi bây giờ Út rửa cái này chị. Út bồng, bồng xả để vô đây Út ơi. Rất rõ, rất rõ. Lạnh quá trời. Hôm nay gió lạnh quá cả nhà ơi. Chỗ anh chị em sao? Và đây là ngọc bằm xả làm nước chấm nha cả nhà. Bữa nay anh Caramel ảnh đi vắng rồi cả nhà ơi, cho nên là ba chị em của Ngọc tự quay video luôn nha cả nhà. Tiếng nghe giọng của chị nào cũng thanh thao thánh thoát hết trơn á. Còn bao nhiêu một hồi mình nhà để như cái nào. Cái cốt không rất là ngon nha cả nhà. Thơm, béo. Ngấy luôn. Rồi cả nhà ơi, cái nồi á thì nãy là Ngọc Niêm, mấy chị em của Ngọc Niêm á thì cái độ ngọt của nó là vừa phải rồi, nhưng mà nó còn thiếu chút xíu mặn hết cả nhà. Ngọc sẽ đổ thêm một chút xíu nước mắm nha. Nó hơi thiếu chút xíu độ mặn nha. Muốn chín hay gì đó Út ơi. Ngon đó Út ơi. Thơm dữ lắm rồi Út ơi. Là mình để cà gót vô vừa được ha. Ừ, quên, để quên, cà gót vô đi. Quên nữa. À, bây giờ là xăm nó còn sừng sực, để cà gót vô là mềm là vừa ăn luôn. Vừa luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình lấy cà gót vô đi Út. Giờ thì nó cũng chín là mình thả cà gót vô luôn nha cả nhà. Này mình đậy nắp không? Đậy. Bây giờ mình đậy nắp lại cái nữa đi. Là chính là dừa luôn đó. Lấy hai miếng mình sẽ lấy ra, đừng có xăm. Thêm củi nữa đi Út ơi. Nãy quên vụ thả cà gót vô cả nhà, nên là bị tắt lửa rồi. Không uống hết than rồi. Bây giờ mình ấy lại, mình thổi lửa lên.
hoặc khí thế luôn Út. Thôi tắt lửa rồi nè. Rồi thịt sắp chín này mình chế nước cốt dừa vô nha cả nhà ơi. Béo lắm đây. Như cái nắp. Đó, ngọt hấp dẫn chưa? Một ký nước cốt dừa. Quá là béo luôn Ngọc ơi. Làm gì quay dữ Ngọc? Không lửa hả? Không lửa hả Ngọc? Muốn lửa hả? Út Ngọc bữa nay muốn lửa nữa cả nhà. Trời đang lạnh đó, Út Ngọc mà múa cho nó đỡ lạnh đó cả nhà ơi. Trời lạnh rồi. Thì bữa nay gió chứ biết nữa, nước cái gan là nước đá mà đổ ngay vậy đó. Gan nước đá luôn. Trời nước. Ôi quá trời thơm mà chị Ngọc Loan ơi. Để nước cốt vô cái nó thơm lên liền ta ơi. Mình bỏ ra luôn không? Chút không. Mình múc cái tô. Nhắc xuống bỏ lên. Rồi đi, bắt đầu bây giờ mình để hành vô đi. Rồi là mình nhắc xuống luôn đó. Rồi. Quá bắt mắt. Thơm quá thời. Quá trời quá đất thơm luôn rồi. Chảy nước miếng. Cảm thấy đau bụng rồi đó. Cảm thấy đói luôn. Mình ăn kèm với bánh mì, đây là nước Ngọc chấm. Cà rốt trước đi. Nước chấm thì hồi nãy chị Ngọc Loan quên nói là mình ở đây là đậu phộng ở tương hột. Tương hột hồi nãy mình lấy nước xong rồi còn cái lại đó mình đâm ra đây. Rồi mình chế nước cốt vô để dùng tí đường. Rồi xả ớt đậu phộng nha. Và nước cốt. Rồi mình mời cả nhà dùng với mình nha. Mì. Này là cái gì? Do heo xào lăng. Cảm nhận thử ơi, chị Ngọc Loan với Út Ngọc ăn mình cảm nhận thử ơi. Ủa xong xé miệng thử Ngọc. Cái món đầu tay thử coi sao. Cảm nhận cái thành quả của mình đây. Rồi mời cả nhà dùng với Ngọc Loan. Mời cả nhà luôn nha. Vừa thơm mà vừa béo cả nhà ơi. Giống như là cái gì á. Nhưng mà nó có mùi thơm ngũ vị hương. Đậm đà hơn cà ri không? Đậm đà hơn cà ri. Béo. Ngon. Cái món này mình ăn ít ngán hơn cà ri ha. Tại vì thịt mình có thui đó cả nhà cho nên là nó thơm. Nó thơm hơn cà ri nhiều. Rồi mời mốt có đám cái mình làm món này ha. Mình bỏ cái món cà ri đi. Hơi cực mà nó ngon. Vậy là mình chốt rồi, mai mốt nhà mình có đám mình làm món này ha. Chén nước chấm như thế nào Út Ngọc? Ngon cả nhà. Cảm nhận cái nữa. Ok. Nói chung là món nào cũng ngon hết. Chứ gần em không có nấu. Nãy giờ mời cả nhà ăn bánh mì không à? Giờ mời cả nhà ăn thịt nha. Thịt mềm ngon ha. Cái béo bùi bùi. Mềm. Ngon cả nhà. Rất là ngon. Mời cả nhà dùng với em nè. Mời cả nhà dùng với ba chị em. Cảm nhận là thơm quá. Mời mốt cái nhà mình có đám là mình nấu món này nha. Ăn bánh mì. Ăn bánh mì thì có không cầm đâu. Sao không? Mình đâu mà. Muốn cầm luôn. Cầm luôn. Biết rồi. Tôi buồn. Lâu rồi. Buồn đó.
ngon quá anh chị, ngon quá anh chị. Không, cái nồi đầu tay mà nấu được như vậy đó là chuẩn. tự khen luôn, đúng không? Làm dâu được đúng không? Làm dâu được luôn. Vì lúc Ngọc có chồng được đó, theo gì vừa luôn à, không có mềm quá, ăn gì nó không ngán. Dạ, có anh nào rước Ngọc thì rước nha. Phải chấm nha, cái chén mới chấm kìa. Ngon nè. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Có lời mình chưa ăn khác. Thôi tới chỉ luôn hả? Cẩn thận ngốc. Cẩn thận ngốc. Đặn rất là dở. Trên video mình kiếm cục nhỏ thôi. Nào mình tắt video mình không kiếm cục bự. Mình tắt video, tắt video không? Mình tới công chuyện. Tới mất luôn. Mở. Tỉ nữa. Cái tỉ nè. Tỉ nữa, ăn bộ. Ngọc Long, chị Ngọc Long bảo cái tỉ. Không có. Mình dính đâu. Ở đời chứng nghiệm luôn mà. Tí là cục nhỏ mà đang văng vậy đó. Ngon quá ngon. Tự nấu mình cảm nhận là nó rất là ngon luôn kìa. Chén chấm ai làm cũng quá rồi. Vừa ăn luôn. Cô Đào làm. Nãy giờ cô Đào làm, cô là cô Đào khen ngu. Ừ, cô Đèo, Đào khen cô Đèo. Cô Đèo. Cô Đèo, cô Đèo. Cái con này. Rồi cả nhà ơi, ba chị em của Ngọc cũng ăn no cả nhà ơi. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha. Kết thúc chuyện. Cũng là chương trình đến đây kết thúc. Tô này là tô thứ hai. Phải Ngọc. Tô thứ hai đấy cả nhà, cho nên là ba chị em cũng no rồi. Rồi thôi ba chị em của em á, Ngọc Đào, Ngọc Long và Út Ngọc xin chào tất cả anh chị em. Rồi có đôi lời Út Ngọc nói đến bà con mình đi. Út Ngọc đề gả đến bà con đi. Nhớ thấy kênh á mà Bảy Núi của em có hay thì anh chị em cô bác cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Và anh chị em mình có ý kiến gì cứ comment đóng góp bên dưới nha. Ba chị em cô Ngọc sẽ làm theo những ý kiến mà cả nhà mình đưa ra nha. Bây giờ xin mấy bye, hẹn gặp lại nha. Nếu thấy ngon thì thả tim mạnh mạnh lên nha anh chị nha.